Làm thế nào để buông xả hoàn toàn vậy chị? Câu trả lời cho câu hỏi này là Tuệ An không biết. Tại vì Tuệ An chưa buông xả được hoàn toàn. Chúng ta sẽ không thể buông xả được hoàn toàn nếu như chúng ta vẫn là một con người bình thường như thế này. Nhưng nếu chúng ta buông xả được hoàn toàn thì chúng ta là bậc thánh để cho người ta khấn vái trước chúng ta rồi. Nên Tuệ An không biết cách nào để có thể buông xả được hoàn toàn, bởi vì Tuệ An nói thật vẫn chưa đạt đến cái cấp độ đó. Nhưng chúng ta buông xả được ít nào, chúng ta bình an hơn ít đó. Và Tuệ An đã từng rất cố chấp, nắm giữ rất nhiều thứ. Và sau đó Tuệ An luyện buông xả như thế này. Tuệ An luyện buông xả hai thứ. Cái thứ đầu tiên ấy, đó là những cái hiểu biết của mình, Tuệ An buông xả nó. Thì khi mà chúng ta buông xả được những hiểu biết của mình, chúng ta sẽ dễ dàng lắng nghe một ai đó hơn. Khi mà chúng ta buông xả được những cái hiểu biết của mình thì chúng ta không tự cho mình là đúng nữa. Chúng ta không tự cho mình là giỏi nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ dễ học hỏi từ người khác hơn. Và khi chúng ta chấp nhận điều đó, chúng ta cũng sẽ sướng hơn. Buông xả được ít nào, bình an hơn ít đó mà. Và bạn thấy vợ chồng cãi nhau á, bình thường là bởi vì cả hai người đều nghĩ là mình đúng này. Vợ ở cũng nghĩ là tôi ở nhà tôi làm việc vất vả, tôi đúng. Chồng thì cũng nghĩ là tôi ra ngoài tôi kiếm tiền vất vả, tôi cũng đúng rồi. Và hai người về nhà cũng đòi hỏi nhau, cũng bòn rút năng lượng từ nhau, chứ chẳng ai cho thêm cái điều gì cho nhau. Vậy cái buông xả đầu tiên là chúng ta hãy buông xả những cái mình nghĩ là đúng, nó đúng với mình, chứ chắc nó đúng với người khác. Và mỗi một lần mà Tuệ An chuẩn bị có xung đột với chồng của mình á, thì Tuệ An đều nghĩ đến cái điều này. À thôi, mình nghĩ chưa chắc đúng đâu, lắng nghe anh ấy đi. Bởi vì cái đúng của mình nó không đúng với anh ấy, lắng nghe anh ấy, chúng ta mới có thể làm bạn được. Cái điều thứ hai mà Tuệ An luyện buông xả đó là Tuệ An luyện buông khỏi những cái việc mà mình làm. Ví dụ như khi mà mình lỡ làm một cái điều gì đó nó xấu, nó không tốt, nó thất bại chẳng hạn, thì Tuệ An không bị ân hận lâu với điều đấy đâu. Bởi vì mình không sống lâu quá với quá khứ được, mình cần phải sống cho hiện tại. Thế là mình rút ra bài học ngay lúc đó và mình chuyển hóa nó, mình hành động mới thôi, chứ mình không có ngồi đó và ân hận về quá khứ. Mình buông những cái đó. Và mình buông nữa là với những cái điều mình làm tốt, với những cái công ơ lao của mình cho ai đó, từ cái việc nhỏ như là mua cho một bộ quần áo, hay là nấu cho một bữa cơm, hoặc là cho ai đó mượn tiền vân vân, thì mình đã chọn là mình làm rồi thì mình cũng buông xả luôn, khỏi kể công nữa, chứ kể công rồi mắc kẹt vào công nó mệt lắm. Đó, đó là những cái cách. Có một bạn nam hỏi là: chị ơi, cho em hỏi là vợ đòi ly hôn, vợ có người khác, giờ mình cần làm gì? Trời ơi, mình đã làm gì mà để vợ mình chán mình đến cái mức độ đấy vậy? Vậy em muốn gì đã nào? Chúng ta liên tục chúng ta hỏi là chúng ta cần làm gì? Ai cũng hỏi tôi cần làm gì, tôi cần hành động như thế nào? Và Tuệ An chỉ hỏi một câu thôi là đích của bạn là gì? Chúng ta liên tục chọn hành động, làm gì, nói gì, muốn gì. Chúng ta luôn luôn chọn cái điều đó, nhưng chúng ta hãy tĩnh lại và chúng ta chọn hành động như thế nào cũng được, miễn là cái hành động đó phục vụ cho cái đích của chúng ta. Và cái đích của chúng ta là gì? Xác định đích trước, xác định kết quả trước, và hành động sẽ theo sau kết quả. Cảm ơn bạn đã xem video của Tuệ An, và bạn hãy nhanh chóng ấn vào nút đăng ký phía dưới và sau đó ấn vào hình quả chuông để là những người đầu tiên xem những video mới nhất. Bạn cũng có thể xem thêm những video được gợi ý ở phía bên này của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn!